Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Protetto nha. Và ở tập này mình sẽ sử dụng nhân vật Soldier. Nhân vật Soldier sẽ được cộng thêm 50% đam khi nó đứng yên, 50% tốc đánh khi nó đứng yên, 10% tốc độ di chuyển, 200% tầm lượm đồ, 15 knockback. Và tất nhiên nó sẽ không thể tấn công khi mà nó đang di chuyển các bạn. Rồi, mình sẽ lựa chọn cho nó một cái súng nổ. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Rồi, nó các bạn thấy không, nó di chuyển đâu có đánh được đâu, đứng yên nó mới bắn. Nhưng mà thằng này nó có một cái mẹo là chúng ta có thể di chuyển như thế này đó, chúng ta nhấp nhả thì nó sẽ vừa di chuyển vừa tấn công. Nhưng mà tất nhiên á là nó sẽ không có tối ưu bằng đứng yên rồi. Ok, mình sẽ lấy HP cho nó đi, một cái súng nổ nữa nè. Tầm lượm đồ nữa không, thôi không cần. Ai tầm giảm giá được một. Rồi, lượm thêm cái này để cho nó làm chậm quái các bạn. Ok, tiếp tục thôi. Bùm, bùm. Đứng yên rồi á. Đứng yên thì nó sẽ có thêm đam với lại có thêm cái tốc đánh đó. Nhưng mà mình có thể linh động bằng cách di chuyển. Di chuyển kiểu này. Ôi ôi, không lượm được cái cây luôn. Lấy gì ta? Mình sẽ lấy thêm Harvest đi. Thêm cái súng nổ này. Cái này thì chưa. Cái này răng đam mà trời speed hả? Ồ. Roll nhẹ coi. Một cái súng nổ nữa nè. Cái rít này nha. Rồi, 5 cây rồi các bạn. Cái này là vừa thuộc tính gun mà vừa thuộc tính explosive nữa. Ngon lắm. Cái tầm bắn của nó xa lắm các bạn. Tại vì nó có thuộc tính gun á. Maximum là 50 phần không phải 50% mà 50 răng chứ không phải 50%. Còn cái thuộc tính explosive của nó là nó sẽ tăng tầm nổ. Nó sẽ tăng tầm nổ lên 25% khi mà mình nó cầm đủ 6 cây. Thấy hợp lý liền. Rồi súng nổ chứ nó chỉ thuộc đang diện rộng thôi các bạn. Còn đam thường thì nó hơi củ chuối. Armor này, rít này, cái hai cái đó trước thì tính gì tính các bạn. Này răng đam, tăng thêm tốc đánh, lượm thêm một cái cây nữa đi. Rồi tiếp tục thôi các bạn. Nhấp nhả lượm cái cây coi cái đầu của nó các bạn đó. Các bạn có thể vừa đánh vừa di chuyển bằng cách này. Thằng này thì nó cái súng nó phải lên cao, lên cấp cao, cái tỷ lệ nổ nó mới nhiều. Mà cái tỷ lệ nổ hiện tại của mình chỉ có 25% thôi các bạn. Rồi, ok. Ồ, nó kiểm soát đám đông hơi bị tốt luôn á trời. Ok. Ly thật. Attack speed. Nhiên rồi. Mắc HP thì lấy răng đam ta. Mắc HP đi. Tụm cái này. Rồi đủ rồi đó. Hết tiền. Lóc cái này lại đi. Thêm tí máu. Rồi, rồi tí nữa rồi bổ sung thêm đam cho nó. Trời ơi, không có rương luôn. Tính xin cái rương trong cái cây. Cầm sắt. Cầm vô đây súng. Mà nó chứ đam vẫn còn yếu lắm nha các bạn. 8 đam là không có nhiều. 8 đam là vẫn còn gà lắm. Răng. Ôi, blow sạch đam này ngon thế. Còn harvest chữ enemy. Harvest chữ armor. Rồi, tiếp tục thôi các bạn. Cái này nó sẽ tăng cho chúng ta 15% đam nổ. Nó có ảnh hưởng không? Nãy 8 lên 9 rồi đúng không? Blow sạch đam. Lâu lâu
chí mạng lên cái nó phê. Rồi, thằng này đứng yên chẳng khác nào một cái pháo đài các bạn. Nhưng mà mình phải nghiên cứu cái phương pháp nào đó để cho nó hồi máu. Như thế này là không ổn. Thật sự không ổn. Ghê chưa. Thôi, kết thúc với 6. Né này. Tiêm răng đam này. Sát tomato, phải bỏ đi. Bít này. Drone này. Tóc. Tóc luôn. Với 7. Lên 10 các bạn. Tầm bắn hơi bị xa, bao nhiêu rồi? Trụ 95. Rồi, tha hồ. Rồi, xử cái trứng. À, tính ra nó xa vậy mà nó cũng xử lý được cái trứng. Trứng. Thằng này dọn dẹp đám đông tốt thôi. Nhưng mà mình nghĩ ra mấy cái robot nó chịu không nổi. Ru thì con còn nở rồi kìa. Nở ra làm gì? Địa ngục trần gian là đây chứ đâu. Đây, đam này. Kim đam này. Mua cái này. Chúng ta lock cái này lại đi. Ok, có lock này. Lock. Tăng thêm may mắn các bạn. Tí tí nữa lấy light steel với lại gen. Búp. Cây nào rít lên 36 ghê vậy không? Quay 8 là quay của mấy thằng bự. Đó, cũng ủi mình được cái. Cái vừa gì đâu. Có né thì ăn, còn không né là ăn hết. Các bạn ơi, tỷ lệ né 1% cũng là tỷ lệ né các bạn. Ê. Nha. Từ đi mấy ông. Nhìn đâu còn có đó nha. Sợ chó còn có mắm tôm nha. Má ơi. Ghê quá. Không thể khinh thường cái lũ này được. Ok, có light steel sẵn luôn nè. Light steel cộng enemy, chơi luôn các bạn. Tăng mớ light steel cho nó. Ritual nè, light steel tiếp nè. Rồi, quay chính. Mình rất tự tin trong cái quay chính này, tại vì quái đông quá các bạn. Nên mình kiểm soát được. Khỏe thật sự. Vàng súng nổ này mà do quay chính thì nó khỏe. Nè. Các bạn thấy nó hồi máu chưa? Nó không có light steel cái nó ra một vàng light steel. Không kịp đỡ luôn. Ru các bạn. Nói mình không di chuyển, mình vẫn di chuyển bình thường. Cái di chuyển còn di chuyển dữ luôn á. Rồi, regen của mình. Lấy thêm răng đàm đi. Amo hay là regen. Tắt. Ok. Tắt cũng được. Hiểu. Mẹ. Bye, 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 bye. Dứt liền các bạn. Bỏ phải suy nghĩ. Bỏ phải suy nghĩ, không phải suy nghĩ. Rồi, ngưng. Bỏ suy nghĩ các bạn. Nha, yeah, rocket launcher. Rồi, tiếp tục thôi.
Nó nhịn bản mặt đó kìa. Mình muốn thay nó, thay cái kiến này quá. Cái kiến gốc của nó nhìn nó không có đẹp. Khá là đau đấy. Các bạn thấy không, mình vẫn vừa có thể di chuyển vừa tấn công mà. Còn hiệu quả nữa chứ. Chứ các bạn đứng yên các bạn chịu không nổi đâu. Chơi cái này mà đứng yên khác nào tự sát đâu. Đó, né né nha. Né nè. Nó chớp đỏ lên các bạn né liền. Regen trừ lock ha. Ok. Tăng né. Ok. Ít không cần. Không, không cần. Đây nó ra ba cái ngon liền, nó giỡn đâu. À, mình sẽ tăng cho nó tốc đánh đi. Tăng thêm này. Alien Eye. Này element. Thêm cây đi. Lock cái này lại. Rồi tiếp tục thôi các bạn. Quay 11 rồi. Được hơn nữa chặng đường một tí rồi đó. Mấy thằng này cứ tốc đánh càng cao càng tốt thôi. Nếu mà các bạn build theo đường hút máu thì các bạn cần, rất là cần tốc đánh. Nếu mà các bạn build regen thì sao cũng được. Dễ mà. Rồi đứng yên luôn đi. Lâu lâu chạy chạy lượm material với lại né mấy cục lửa thôi. Cái tầm nổ vẫn còn nhỏ lắm các bạn. Ok. Xuyên dứt thôi. Thì 12% đam không? Rocket Launcher nữa nè. Rồi. Mình có cái này. Cộng thêm armor khi mà mình đứng yên các bạn. Ok, quay này quay ho nè, quay đông á. Thầy đã bắn xuyên một đơn vị á nha, không phải giỡn đâu. Nó bắn xuyên một đơn vị nhưng mà nó sẽ chờ 10% đam của mình. Mới quay 12 mà vậy rồi. Ui. Mình thử mấy bố ơi nè. Giáp này không? Giáp nó lên 6 đơn vị. Nó lên 6 đơn vị khi mà chúng ta đứng yên đó. Cái gì? Đi xin mấy cái rương coi. Ê, con quỷ này cầm rương nè. Trời, có cái rương an ủi các bạn. Một free roll này. Kim né không? Kim né luôn. Max HP. Bờ lân. Trừ 1 armor. Thôi tiếp tục thôi các bạn. Quay 13. Quay ho là quay tiếp. Quay ho là quay 15 ha. 15 hay 14 ta. Như 14. Tốc bắn kiểu này như bao nhiêu tốc đánh. Trời ơi, 104 các bạn. Chúng ta cần một lượng đam khủng khiếp cho nó. Nhưng mà mình đang không biết lấy cái gì cho nó để cho nó tăng đam dữ dằn nên.
Bình thường á thì nó spawn ra rất là nhiều cái mà 15% explosive dam nè, rồi 25% cái tầm nổ nè. Thấy cái đó ngon. Mà nãy giờ mình lại chưa thấy nó đâu hết. Ok. Element. Nghe thấy nó chẳng hợp lý lắm. Tăng đam thêm này. Attack speed khi đứng yên nè. Dễ gì. Roll nhẹ cái đi. Ok, tí lấy cái này. Tiếp tục thôi các bạn. Quay ho nè. Mình có thêm 25% attack speed khi đứng yên. Quá nhiều. Gặp bắn được, bắn xuyên được thêm một đơn vị nữa chứ thì nói gì nữa. Rồi bây giờ tí nữa có giáp thì mình cứ lấy giáp thôi. Một giáp. Bây giờ có giống tàn sát quá không ta? Gặp nguyên một cái pháo đài di động. Nó các bạn có thể vừa di chuyển vừa tấn công nè. Ai nói thằng này không thể vừa di chuyển vừa tấn công? Nghe thấy đồ tím thấy nghe ngon rồi. Bà mẹ nó giật ra muốn ẻ luôn vậy. Đam nữa nè. Wisdom. Mình có nên lấy Wisdom không? Wisdom thì đam về sau. Wisdom thì nó sẽ đam về những cái quay cuối. Kệ đi. Để thêm Harvest cũng được. Nó bắt đầu thôi các bạn. 15. Còn 5 quay nữa đúng không? Quay 18 là một quay boss. Ghê thiệt. Nó bắn xuyên đó các bạn, nó bắn xuyên một đơn vị nó nổ hai lần đó nha. Ôi. Mơ quá, bao nhiêu né? 47 né các bạn. Cái đó nó chỉ tác dụng 47 né đó là khi mình đứng yên thôi nha các bạn. Mình mà di chuyển là mình yếu hẳn luôn á. Thằng này nó maximum là tầm 6 thôi. 60 thôi. 60 né của nó là maximum chuẩn rồi. Ok, giật cũng được 500. Thêm giáp không? Lại steal tiếp không ta? À, lại steal vậy đủ rồi, không lấy nữa. Lại steal. À, lại là ra lại steal. Giờ răng đam thì nó hơi... Để nó đi. Còn nhiều đây máu chắc đủ rồi đó. Lóc cái này đi rồi từ từ lấy nha các bạn. Lóc nó lại đi. Cứ khóa nó lại trước rồi từ từ lấy. Cái này regen này. Regen của mình nó mới có 8. Răng này, ok. Càng quét thì mấy quay nữa. Để lên máu tầm 70 á. Mình lụm cái còng. Để cho nó lóc đam lại. Lóc cái máu lại không lên máu nữa. Cái cộng nó cắp máu của mình. Nó khó chịu chỗ đó. Nhưng mà nó sẽ cộng một dàn những cái chỉ số ngon. Nó ra ở cuối thì khỏe. Các bạn thấy nãy giờ mình roll nó không có cây, không có một cây vũ khí nào mà nó ra hồn luôn. Chẳng có một cây vũ khí nào ra được hết hồn người nào luôn.
Ok. Armor. Né tiếp nè. Nếu mà né chỗ đó là full bả rồi. Răng nó tắt speed này, cáp máu này, cây okay này, đang thêm răng đam. Ok. Hết rồi, bà nội cha nó ra ba mà mút mới chết đấy chứ. Ma mút mình đâu cần, mình chơi răng, tại sao không ra răng đam mà lại ra ma mút? Số của mình, số của mình nó nhỏ toàn tập rồi các bạn, là máu của mình là sẽ lóc ở 69 nha, không không có lên được nữa đâu các bạn, tại mình lụm bà nó cây còng rồi. Mình lấy 8 răng đam rồi. Đó, mấy ngốc anh Vũ rồi, bao trâu rồi. Đứng yên là né full rồi nha các bạn, đứng yên là né full rồi đó. Tí nữa coi giữ khoảng cách với con boss. Rớt ra cái thuốc nổ với cái explosive là ngon. Vậy mà nó không rơi ra. Thôi coi như số mình xui đi. Số mình quá xui. Thôi thêm một xuyên một cái nè. Thế mà trừ đam nhiều quá, thôi không chơi nữa đâu các bạn. Cái này xuyên thêm cái nữa mà thôi. Không chơi. The material hư. Rít. Quay boss nha. Gì khó khó chịu ghê á, cứ ủi ủi à. Mình giết được nó mà, mình xử lý được nó mà. Ok, tới chuyện mày rồi. Xong. Đáng ngại con boss thôi chứ xử lý mấy thằng tép riêu này. Ok. Để coi nó rớt ra cái gì nha. À cái này ngon nè. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Mình nói mình xui. Thật sự á, cái lúc mình quay á thì nó chuyên gia mình bị như vậy luôn. Ra toàn những cái món, cái này milidam lấy làm gì? Nó trừ đam, nó trừ speed, rồi nó cộng thêm 2 regen, đâu có là ý nghĩa gì đâu. Mình recycle mình cũng được mới nhưng mà mình bực attack speed. Nhưng mà lấy thêm consumable cũng được. Thôi, không lấy thêm nữa. Rồi, mình có thêm răng, cộng thêm speed. Tí speed cũng được. Thêm enemy, cộng lifesteal. Răng đam này à, thấy chưa, bây giờ Ron ra không có gì luôn á các bạn. Ok, tiếp tục thôi. Quay 19 nè, cái quay cuối nữa thôi. Dầm ba con tượng. Giờ cuốc thôi các bạn, giờ mình đi cuốc mà siêu rồ thôi. Thế nửa cộng sơ sơ thêm giáp nữa là ngon. Tí nữa là hai con boss. Ráng đập nó thôi chứ. Rồi 10 giây.
Rồi. Có gì không? SB nữa chứ. Ma HP. Ê, tự nhiên. Trời ơi, mình lấy cây còng mà mình vẫn lấy máu HP. What the Mấy ơi, sai lầm của cuộc đời mình đó các bạn. Về cuối rồi nó cứ hoảng hoảng thì sao nha. Ok. Ritual. Hết luôn rồi các bạn. Hết rồi. Mà né chi nữa, chết bác này mình tính tiếc á các bạn, nhưng mà chết bác này không lấy. Dodge của mình đứng yên là nó full rồi. Speed thì có không được, cũng có cũng sao. Thôi, xong rồi các bạn. Không còn cơ hội nào nữa đâu. Full rồi. Mà tự nhiên cái cuối cái lụm mắt HP hồi nãy mình roll ra giáp là ngon rồi đúng không? Tự nhiên quên mình có cái còng này nè các bạn, cái còng nó cáp máu của mình. Thôi. Dù sao thì cũng xong rồi, tiếp tục thôi. Ở đâu? Boss này là nó dí mình tới một cái lúc nào đó là nó nhả. Dí mình tới lúc nào đó là nhả à. Mà hai boss này tới không chuyện với mình rồi. Đấy. Mày có thể đánh một con thôi được không? Hả? Đánh một con thôi, đúng rồi. Đúng rồi. Mày ra đây, mày ra đây. Ra đây à, nãy giờ thật rớt không có cái món nào mà được là tao quê rồi. Ok, hai con boss tào lao. Ôi, unlock được cái gì đây? Nuclear launcher, một cây. Cái này là 100% nổ luôn nha các bạn. Ôi, coi răng kìa, cái này là phóng vũ khí hạt nhân luôn á các bạn. Ơi, một cái rune khá là bực. Thế nào các bạn cũng chửi mình nữa à. Mình đăng mấy clip rồi, clip nào mình cũng nghe các bạn chửi hết á. Thôi mà thôi, chủ yếu là chúng ta giải trí mà ha. Chơi cái này cũng hên xui lắm các bạn. Có khi mình nó ra cái món đó, có khi không. Một cái run nó hên xui vô cùng luôn. Nó còn tùy thuộc vô nhân phẩm của mình nữa. Rồi, vậy thôi các bạn. Đây là chỉ số của mình, đây là vũ khí của mình không. Các bạn thấy vũ khí của mình tệ không? Không có một cái nào cấp 4 luôn. Cấp 2 nè. Các bạn nhìn item của mình nè, có cái nào cam không? Không có một cái cam luôn. Nè. Ngay cả cái explosive, cái mà tăng 25% tầm nổ á, cũng không có luôn các bạn. Nó không spawn ra cho mình luôn. Nó chỉ spawn ra cho mình hai cái dynamite này là mai phước cho mình được cộng thêm 30% đam chứ nhiều đâu. Đâu có nhiều đâu. Mình được cái này cũng ngon. Cái băng đô á các bạn. Cái này nó sẽ bắn xuyên. Mà đồ nổ và bắn xuyên thì khỏi nói rồi. Rồi vậy thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.